Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Mậu Thìn. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2023 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng là 36 tuổi âm lịch và 35 tuổi dương lịch. Xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Mậu Thìn nữ mạng, thuộc mệnh đại lâm mộc, gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim, tương khắc, xấu, nhưng mối xung khắc này không quá mạnh. Dù có vất vả phấn đấu hơn người, nhưng bù lại cũng sẽ thu về thành quả xứng đáng. Thiên can, mậu gặp năm quý, tương sinh, rất tốt, công việc làm ăn mở rộng, có quý nhân giúp sức. Tài lộc dư dôi, kiếm nhiều mà cũng tiêu nhiều, nhưng nhìn trung thu vẫn nhiều hơn chi. Địa chi, thìn gặp năm mão, lục hại, rất xấu, gia đình lục đục, làm ăn không tốt, con cái hay ốm đau bệnh tật. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu có hai mặt trong đó vừa mang đến tài lộc vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Vận hạn, hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Tử vi tuổi mậu thìn, nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, phạm đại kỵ tam tai, năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc tam địa sát không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Bước sang năm quý mão 2023, nhìn chung vận trình tổng thể của quý cô tuổi mậu thìn, tương đối lạc quan năm này quý cô có được sao thủy diệu và thanh long phù trợ nên năm quý mão đối với quý cô tuổi mậu thìn tương đối giàu có bản mệnh có cơ hội làm nên cơ nghiệp nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó năm này quý cô tuổi mậu thìn cũng sẽ gặp phải hung tinh hàm trì hoa cái có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu trong năm mặt khác hạn toán tận cũng gây ra cho quý cô không ít tổn hao về tài lộc và sức khỏe Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Quý cô tuổi Mậu Thìn 1988 bước sang năm Quý Mão 2023 có sự phát triển sự nghiệp tương đối tốt. Dưới sự ảnh hưởng của sao Thanh Long, Thiên Phúc, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt đối với quý cô tuổi Mậu Thìn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2023 bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để tăng tài tiến lộc thăng quan tiến chức trong năm này trong năm này với quý cô đang ấp ủ ý định khởi nghiệp cũng khá phù hợp để bắt đầu tuy nhiên nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau đó mở rộng cũng chưa muộn cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao và an toàn đối với những bạn làm kinh doanh đầu tư cũng có nhiều cơ hội chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận để chinh phục mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, với các quý cô tuổi Mậu Thìn, dù có vận số trong năm tốt nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bạn cần khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, điều này sẽ giúp cho vận số của quý cô được tốt hơn nhất là về thời điểm cuối năm. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 đối với quý cô tuổi mậu thì, bước sang năm quý mão 2023, có vận trình tài lộc cực kỳ tốt, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài. Tài lộc của quý cô do sự nghiệp thúc đẩy, nên với con giáp này có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí bạn có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo, cấp trên nữa. Quý cô tuổi mậu thìn trong năm này, có thể kiếm tiền một cách dồi dào. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý cô có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc của cải công việc được thuận lợi, tài lộc của quý cô không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc bản mệnh lại có lộc trời ban, nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập của mình. Tuy nhiên trong năm quý cô cũng cần đặc biệt chú ý sự đe dọa của hạn toán tận, làm cho quý cô sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Xét về phương diện tình cảm của tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Vận trình tình cảm của quý cô tuổi Mậu Thìn, trong năm quý mão 2023, có thể gặp nhiều sóng gió. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, năm nay bạn giao động tình cảm với đối tượng khác giới tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió, thậm chí bạn có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng do đào hoa giữ gây ra. Không chỉ vậy, một số quý cô tuổi thìn còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến mối quan hệ của bạn gặp nhiều trắc trở quý cô tuổi mậu thìn, có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi mậu thìn 1988, về tình hình sức khỏe trở nên đáng báo động. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, làm cho các bạn có thể gặp nhiều xui xẻo bản mệnh không những có thể lực suy yếu mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục. Thậm chí bạn có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Sự ràng buộc của hạn toán tận cũng làm cho quý cô dễ gặp phải những tai nạn bất ngờ, nhẹ thì mất mát về tiền của tài sản, nặng thì nguy hiểm đe họa đến tính mạng. Về vấn đề sức khỏe, đối với quý cô tuổi mậu thìn trong năm này cần phải đặc biệt chú ý, không nên chủ quan khinh suất. Quý cô cần phải đề phòng tới các hung tinh đe dọa có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ, ngoài ra quý cô cũng nên áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa, có chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp với vận động thể dục thể thao hợp lý để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi mậu thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi mậu thìn nữ mạng, xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng nói trên bạn sẽ gặp được nhiều thắng lợi hoàn toàn, không sợ thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm và tài lộc. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi mậu thìn, nữ mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi mậu thìn, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi mậu thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi ất hợi sinh năm 1995. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại lâm mộc gặp sơn đầu hòa, tương sinh, rất tốt. Thiên can, mậu gặp ất, bình hòa, tốt. Địa chi, thìn gặp năm hợi, bình hòa, tốt. Cung thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi mậu thìn, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi bính dần 1986 để sông đất. Trong năm quý mão 2023, tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau, hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý cô tuổi mậu thìn trong năm này, cần chú ý năm điều sau đây cần kiên cữ để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau rồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên đi đền chùa lễ thần phật cầu bình an khỏe mạnh vì trong cuộc sống sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng mạnh mẽ những việc trên sẽ được tổ tiên thần phật chứng giám che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng quý cô tuổi mậu thìn, trong năm quý mão 2023, bị sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu, là phước lộc tinh, tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỷ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao hóa giải vận hạn mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn theo các chuyên gia phong thủy thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên sao chiếu sáng tròn nhất Ngày sau thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Mậu Thìn rất dồi dào bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng tết nguyên đán nhiệt huyết của bạn tương đối cao trong tháng này với quý cô làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu nhiệt huyết và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên bạn đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt đặc biệt trong dịp du xuân đường xá đông đúc đi lại khó khăn nên cẩn thận khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Tử vi dự báo về vận trình tài lộc và sự nghiệp của các quý cô tuổi mậu thìn ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng, về phương diện tình cảm của quý cô lại có sự xa sút rất mạnh, sự ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số bạn yêu xa, hay phải công tác xa, vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư gặp nhiều sóng gió hoặc thậm chí có khả năng tan vỡ. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Tháng này, vận trình tình cảm của quý cô tuổi mậu thìn cũng tương đối xấu. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn. Mối quan hệ giữa bạn và người chồng trở nên khó dung hòa, tình cảm đôi bên xảy ra nhiều mâu thuẫn do những bất đồng trong cuộc sống. Các bạn đang còn độc thân bị vướng phải đào hoa xấu, nhiều khi bạn rơi vào tình huống khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng. Đặc biệt quý cô tuổi Mậu Thìn nên tỉnh táo khi kết bạn với người khác giới, cảnh giác đừng quá cả tin kẻo lại bị lừa gạt về chuyện tình cảm. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng bước sang tháng tư âm lịch quý cô tuổi mậu thìn có vận trình tài lộc tương đối ổn định quý cô không bị tác động của các hung tinh lên vận trình tài lộc tuy nhiên trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết sự tác động của hung tinh bệnh phù có thể làm cho tinh thần của quý cô không được lý tưởng cho lắm điều này khiến cho quý cô tuổi mậu thìn dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc và tài vận của bạn cũng vì thế mà có thể sẽ dậm chân tại chỗ vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng. Quý cô tuổi Mậu Thìn bước vào tháng 5 âm lịch có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang có được sự trợ giúp của các cát tinh thiên phúc và thanh long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều người bạn tốt, có người là quý nhân của bạn trong tương lai. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho bạn thu không ít tiền bạc về hầu bao của mình. Tháng này bạn cũng tạo dựng được những mối quan hệ làm ăn với đối tác, khách hàng rất tốt, bạn nên duy trì các mối quan hệ này, nó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng. Quý cô tuổi Mậu Thìn, bước sang tháng 6 âm lịch có vận trình sự nghiệp cũng rất tốt. Do có sự tác động tích cực của các cát tinh Quan phù, Đế vượng mang lại cho bạn có nhiều sự may mắn, với bạn tháng này có rất nhiều cơ hội việc làm với các bạn làm trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được cấp trên ưu ái. Nếu với bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó, thì với bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, và được thăng chức, tăng lương. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Quý cô tuổi mậu thìn, bước sang tháng 7 âm lịch, có vận trình tài lộc tương đối khởi sắc. Bạn gặp được các cát tinh thanh long, thiên phúc, nhiều bạn trở nên rất giàu có trong tháng này. Nhiều bạn trong tháng này có cơ hội được tăng lương, nhận thưởng do bạn đã phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Thìn tài lộc phát triển rất tốt nhưng bạn cũng nên học cách quản lý về tài chính, không nên chi tiêu bừa bãi, làm thất thoát tiền bạc không đáng có. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng sang tháng 8 âm lịch tình hình sức khỏe của quý cô tuổi mậu thìn không được lý tưởng cho lắm. Sức khỏe bị giảm sút đáng kể do bị ảnh hưởng của hung tinh thiên không và yếu tố thời tiết khô nóng, một số người tuổi này có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt thể chất không được tốt. Đặc biệt, với quý cô tuổi mậu thìn cần chú ý tới vấn đề ăn uống, hạn chế ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, không nên ăn quá no, hoặc để bụng quá đói, hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Mậu Thìn khá tốt. Tại thời điểm này, bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp có được những khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy. Bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Về sức khỏe, tháng này quý cô có sức khỏe không tốt cho lắm, bạn cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý, là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, cướp giật, xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi mậu thìn gặp được các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, điều này giúp cho một số bạn độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi mậu thìn đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của đời mình. Không chỉ vậy, với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nữ mạng. Khối lượng công việc của quý cô tuổi mậu thìn trong tháng này tăng lên đáng kể. Dù quý cô gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh, giúp cho quý cô hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp tài lộc về hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Mong rằng quý cô tuổi mậu thìn có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão, quý cô tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, quý cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc và các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Quý cô cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn để giải quyết. Tài lộc trong tháng này có thu nhiều cũng chi nhiều. Đặc biệt là các khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hình cuối năm giúp cho bạn an tâm hơn về tài chính của mình. Nhưng với quý cô tuổi Mậu Thìn cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu, đừng có để tài lộc khó tụ tiền bạc bị thất thoát không đáng có nhé. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức lại ốm bệnh. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng 1988. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại